Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu nói chung và tuổi Tân Sửu nói riêng đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn hay nguy hiểm. Người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân mình. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Tân Sửu trong tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cũng như cách hóa giải, vận hạn. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ, tuyệt thân. Đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là các ngày âm lịch 12 tháng 2 năm 2021, tức ngày 24 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 5 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên của các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, biết tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế và minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 2 âm lịch, năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2 năm 2021, tức ngày 17 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2 năm 2021, tức ngày 29 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bình Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2 năm 2021, tức ngày 10 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng
để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành cũng đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu 1961 trong tháng 2 âm lịch. Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù họ cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhân nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu hay chuẩn mực. Tuổi Tân Sửu chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Vận mệnh tuổi Tân Sửu cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận. Bây giờ đã bắt đầu vào vận cuối, sóng gió tạm yên, chính là thời gian thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Đa phần tuổi Tân Sửu có những rối rắm về tình duyên, càng đi sâu vào hậu vận, đời sống đi vào nề nếp, tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Tử vi có dự báo trong tháng 2 âm lịch này, công việc của tuổi Tân Sửu không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Về sự nghiệp, hầu như các bạn đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không cần vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc bạn cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của cơ giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Tân âm kim gặp Sửu âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp của tuổi Tân Sửu. Trong tháng 2 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn sẽ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công việc. Bạn không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Bạn luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Sau đó, bạn nên hết sức thận trọng, cho dù bạn có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ trước thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Tài lộc của tuổi Tân Sửu. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình tháng 2 âm lịch của người tuổi Tân Sửu.
Mặc dù công việc không được tốt, nhưng bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng do tính cản nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân, tam giáp khai vận, tị, dậu, sửu của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo của tuổi Tân Sửu. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Những người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian ở bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, cũng nên giữ gìn hòa khí. May mắn trong tháng, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm của gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 2 âm lịch, hãy sử dụng pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng, chăn lọc những tinh hoa, chứng khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Sức khỏe của tuổi Tân Sửu. Đối với gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc thêm với tuổi bạn đã không còn trẻ khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu bình an, may mắn, cát lành cho gia chủ. Trên đây là phần luận đoán tử vi của tuổi Tân Sửu 1961 trong tháng 2 âm lịch. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!